sau món ăn dù ngon đến mấy, mẹ bầu cũng phải dáng nhịn ngày Tết. Các mẹ thân mến, thực đơn ngày Tết khá phong phú, nhưng mẹ bầu cần phải chú ý hạn chế tối đa những món ăn này để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và thai nhi. Ba mẹ nhớ bấm theo dõi trang và đừng bỏ qua video nhé. Thứ nhất là canh măng. Canh măng là một trong những món ăn hay có trong bữa cơm gia đình vào dịp Tết, nhưng món ăn này lại không hề tốt cho sức khỏe và phụ nữ mang thai, nên cần phải hạn chế tối đa ăn loại thực phẩm này. Bà bầu cũng cần hạn chế dùng măng để phòng tránh ngộ độc, nôn, đau bụng, đau đầu. Trong măng có chứa khá nhiều độc tố, nguy hiểm nhất là glucosid. Thành phần này sẽ sinh ra axit cyanhydric. Khi vào dạ dày, glucosid bị phân hủy với tác dụng của men tiêu hóa, chất chua trong dạ dày. Sau đó axit cyanhydric sẽ bị đẩy ra ngoài dưới dạng dịch nôn. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của mình trong dịp Tết, mẹ bầu nên hạn chế ăn các loại canh măng. Tiếp theo là nước uống có ga. Nước uống có ga thường chứa hàm lượng đường cao, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường thai kỳ. Mặt khác thì chất CO2 có trong nước ngọt có ga có thể khiến thai phụ có cảm giác trướng khí. Hơn nữa thì loại nước uống này cũng không có chất dinh dưỡng, nên mẹ bầu cũng nên lưu ý hạn chế, thậm chí là hoàn toàn không uống sẽ tốt hơn. Thứ ba là rau sống và rau cuốn. Ngày Tết để chống chán thì các món ăn cuốn cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Các món cuốn thường được ăn kèm với rau sống. Tuy nhiên thì bà bầu nên hạn chế ăn các loại rau sống vì có thể chúng chứa ký sinh trùng. Nếu như mẹ bầu ăn phải trong 3 tháng đầu, có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc các biến chứng nguy hiểm khác khó có thể lường trước được. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mẹ hãy loại bỏ các món rau sống ra bữa ăn ngày Tết của mình nhé. Tiếp nữa là mứt Tết. Mứt Tết là một trong những món ăn không thể thiếu trong các gia đình trong ngày Tết đang đến gần. Mứt thường được tẩm ướp một lượng đường khá lớn, sẽ được để khô không còn các loại vitamin, khoáng chất mà cơ thể mẹ và thai nhi cần. Ăn quá ngọt sẽ cung cấp nhiều calo rỗng, không tốt cho sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là với những bà bầu đang bị thừa cân. Nếu như mứt nhà làm thì có thể ăn ít, nhưng nếu là mứt sản xuất hoặc mua ở ngoài thì chúng có thể có nhiều hóa chất, phẩm màu và chất bảo quản, có thể gây những biến chứng không hề tốt cho thai nhi. Thứ năm là dưa hành và cải muối. Các bà mẹ thân mến, ngày Tết thì gia đình nào cũng có thêm cải muối, dưa hành hay là xu hào muối để ăn kèm với thịt và bánh trưng cho bếp này. Các loại rau củ này thường sống và để chua lên men. Khi đã lên men, chúng chứa nhiều vi ăn chua nên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Vì vậy, với những chị em mang thai nên hạn chế ăn dưa hành và cải muối để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Cuối cùng là mẹ bầu còn cần tránh ăn đồ ăn chiên rán. Đơn ngày Tết thường có rất nhiều các món chiên rán, nhưng phụ nữ mang thai thường được khuyên không nên ăn mặn, đồ ăn chiên rán. Những loại đồ ăn này có thể làm gia tăng trường bụng nhé, tôi nói cho mẹ bầu. Vì vậy, mẹ bầu nên hạn chế ăn những loại thực phẩm nhiều dầu mỡ này để không làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Và trên đây là những món ăn đặc trưng của ngày Tết, nhưng mẹ bầu nên hạn chế ăn để thai kỳ khỏe mạnh. Cảm ơn bà mẹ đã lắng nghe.